Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Có gì à? Tờ đỡ nào? Đậu xanh. Tờ đỡ nào cơ? Có gì à? 300 300 có gì à? Nó một thì nhá. Ok, một kill. Ê bạn ơi, một đứa ở phía dưới này. Cô nhé, qua cứu phát cô nhé, hỗ trợ này. Lên bảng điểm số nhà em. Ô em ơi, căng vậy từ từ. Đã đâu đây? Hết máu rồi. Bạn này. Đâu friend? Trên tầng hả? Đi đi. Có máu không cho ít ra friend này. Hết giờ. Cho bạn quả lựu chóa này. Quên. Rồi xong. Cầm chảo lên công. Nó có một đứa thì sao em ạ? Lên công đi. Hai đứa hả? Lên lên lên. Quên. Nó clear nguyên cả team rồi. Đậu xanh. Nhà đối diện có người á, từ từ ông ơi, cho ít máu đi. Đang hết máu ông ạ. Sao chơi? Em hết sạch. Cho ít máu đi Dũng ơi. Cả team đang thiếu máu bạn ơi. Nắm này đúng rồi, nhớ bên đây con nắm này. Hết máu rồi hả bạn? Thế tưởng nhiều máu lắm. Máu đây, máu đây. Đây đây đây, nắm này. À đây máu đây. Đây có cái huyệt săn anh em ạ. À đây có máu rồi. Măn lành. Đây em có máu rồi em ơi. Có máu đi em. Anh còn 3 túi nữa. Ở bên này có 2x kìa. À, gắt thật. Mày vừa à quên, Dũng em, ông vừa móc ghế à? Hay móc chỗ nào đấy? À đủ gắt, khổ. Thấy mấy đứa kiểu núp ghế thương vãi chưởng không ạ? Thế luôn. Hắn hay giúp anh SK đâu, đâu có đây mày, anh chơi cù chứ hả? Đâu chơi hay gì đâu. Có người hả? Cho một quả liệu chóa này. Ô ô, chơi liệu choáng hơi ngu bạn ạ. Mình trắng mất hình mất tiêu rồi. Cạn lời. Giáp 2 bên này này. Anh giáp 3 rồi mày, khỏi còn giáp 2 đi. Đâu anh cua mà. Em mới hỏi em là lý do nào đã khiến dẫn dắt em vào chơi game Free Fire vậy Long. Em à? Đúng rồi em. Hôm mấy kiểu vào nhà thằng bạn em ấy. Thấy nó chơi cũng đủ đẩn, cứ chơi theo chứ hồi trước em chả chơi game đâu. Ủa thế hả? Lần nghiện luôn. Vâng. Anh thì không có nghiện nhưng mà anh thấy là đợt lâu rồi anh chơi. À bạn ơi, cứu nó. Hai đứa nhá. Sấy, sấy bạn ơi. Đây bạn, ui bạn để nó sấy mình cả rồi, từ từ mình còn máu đã. Con lợn luôn, lại ra đây. Một team hôn nhi ạ. Một team hôn nhi ơi. Ok, nốc nhé. Lên bảng điểm số này, để lên, để lên. Để lên đi bạn ơi. Nó chạy, nó chạy. Nó chạy qua phía 195 nhá. Trong nhà cũng còn em ơi. Đu dây này. Một đứa đu dây em ơi. Đu dây phía 30. Đậu xanh này. Đu dây này em ơi. Ok, lên bảng điểm số nhá. Nữa hả? Đâu vậy friend? Chỗ nào vậy? Nhà này hả? Chết tường nha em ơi. Ok ok. Nốc xin nhé. 285. Tầng 2, 285. Để lên tầng 2, 285 nhá. Hình như là có một đôi ấy. Ai hỗ trợ đi. À có một đứa thôi à. Một đứa thôi. Càng quá nhở. Em không kill ạ. Xong rồi các bạn ơi. Thật ra không căng đâu anh em ạ. Nếu như mà em phải chơi được cái thằng sát thủ cơ. Đấy sát thủ nó chơi căng lắm. Tên của nó lại còn sát thủ LZ đấy, các bạn em thấy biết LZ không? Em là Long DZ nó bình thường thôi, em phải gặp thằng sát thủ LZ cơ đấy. Nó mới gắt em ạ. Phía này chưa có ai cả anh em ạ. Đây có phía này coi.
ý đúng. Ủa sao mấy ông này chơi lầy vậy? Làm quả hẳn phá thùng dầu luôn cả. Một đứa bên sông bên kia cơ. Hơi xa đấy. Vừa thấy xong. Đứng hình rồi anh em ơi. Khổ. Ủa máy tao chơi game toàn bị đứng hình hoài à. Ok ok. Bị đứng hình mất 3-4 giây gì đấy anh em ạ. Anh có thứ 3 rồi em ơi. Safran vào nhà cái đi bạn ơi. Đang bom rơi mà. Bom rơi vào nhà cái thôi bạn. Ok các bạn vừa được cái chảo này. Cái chảo chém ông ấy. Bom rơi kinh quá nhỉ anh em. Ê Dũng ơi có mạng hả bạn ơi? À bạn lại giả vờ đúng không? Wow, Dũng ơi bạn biết mình đang định làm gì với bạn không? Không, mình không làm gì cả. Không, mình có làm gì đâu thật. Không làm gì đâu thật. Nhiều máu lắm không ạ? Thâu một lượng. N hả? Ê, qua thỉnh mấy đứa ấy. Ok anh. N nhá. Chạy chậm thôi bạn ơi. Ông chơi Kelly xong ông chạy tốc độ kiểu bàn thờ đấy hả? Team sao quá. Ủa hình như nó chạy như tên lửa mình em ạ. Bạn ơi ăn thính đi mình canh cho. Có gì bạn chết mình lượm xác bạn cho. Phóng liệu hả? Ok. Một đứa chết phóng liệu thôi. Thế đổi tôi chơi cho. Qua đây lấy tiểu liên này bạn ơi. Có bán súng 3 này không lấy à? Này này, qua đây này. Đây có bán súng 3 mà quẩy không? Không anh cũng có 6 quả rồi em ạ, cầm lấy đi em. Bên trên hả? Đi đi. Đợi mấy đứa không nhé, ông chạy nhanh thế. Từ từ chắc tranh thủ ăn tạm cái nấm coi. Ủa anh làm gì đã full đâu, có thằng Huy Nhi là nó full thêm ạ. À nó đổi tên rồi, thành Tây Dũng à? Quên Huy Nhi ạ. Quên thôi. Đổi lại Huy Nhi làm gì để Tây Dũng cũng được, đâu sao đâu. Đậu xanh, có cái này coi anh em ạ. Ê bạn ơi, đây. Sao, người đâu? 240 hả? Ok friend, chờ tí. Chắc bạn kêu rồi. Sao tảng đá à? À thế rồi ngoài. Sao tảng đá này? Sao tảng đá hướng 240 nha. Một đứa. Thôi xong. Thằng này gặp ngay động yêu quái rồi. Gãy chưa? Tại bảo không gãy đi. Coi như là bị hấp diêm tập thể anh em ạ. Thanh này bị hấp diêm tập thể buồn chưa? Buồn nữa hả? Ngươi tim mình. Ok, hơn một team hả? Một team đang để đây nhá. Ok, nó cả rồi này. Từ gắt quá nhỉ. Một đứa sợ tường mang nhá. Ok. Thằng bờ rào nó hả, làm gì có đâu. Từ đánh qua anh chỗ thằng bờ rào coi. Bờ rào 120 hả? Ok. Ai thấy rồi mà. Cầu liệu hơi lỗi. Thằng bóng keo chắc nó chạy rồi em ạ. Bóng keo này, anh thấy rồi. Thằng bóng keo ngay dưới nhá. Đậu xe này, lấy bản điểm số. Ok, clear xong. Ủa chơi game nhiều mắt thì bị làm sao đấy em. Ít chơi game thôi em. Từ đầu sao cứ nhìn đến số Z đấy, toàn thấy số 0.
Số Z toàn thể số 0 á, ui chết giờ loạn thị rồi mày. Thôi đùa. Thấy số 1 hay số 2, toàn thấy số 0. Thế gắt quá rồi mà. Thôi xong rồi đấy. Nó lại gắt quá nhỉ, anh cầm mỗi quả phóng lựu thế nào. Thôi bạn, anh đang để quả phóng lựu team một đứa chơi phóng lựu được rồi. Còn một quả vẫn chơi chứ không? Mặc dù là mình chơi phóng lựu hơi gà tí nhưng mà team không ai chơi thì mình đành chơi vậy. À thôi kệ đi. Một quả nhằm nhò dính em đổi quả tiểu liên luôn nhá. Tiểu liên sấy cho nó đã anh em ạ. Đây scope 1x các kiểu này. Ok các bạn, đây rồi thôi. À cứu nó, xử nó. Cho lên bảng điểm số bạn ơi. Đâu vậy? Đằng sau, đằng sau. Đằng sau bạn ơi. Đằng sau còn người nhá. Ủa, em vừa cứu nó hả? Thằng này. Nó định chơi anh em này. Thằng này hay lắm. Nữa hả? Bên trong đang còn hả Dũng ơi? Có đâu, có đâu. Đuổi theo nó bạn ơi. Đâu rồi thằng bé này? Thằng này xanh mộ rồi, thề luôn không ạ? Chạy sao nổi. Chia buồn nhá. Chia buồn nhá. Chia buồn là gặp phải động yêu quái gì nha bạn ơi. Bạn rơi vào đây là rơi vào động bàn tơ gì nhá. Vào bot thôi, vào bot thôi. Sợ mình qua cái Sundogo này bây giờ cả team mà bị bắn mới sợ đấy em này. Đây anh em qua trước, chờ hai đứa kia qua tí bị bắn tự trị. Ủa kẹo chơi gà thôi anh em ơi, đâu chơi hay đâu. Kẹo thì chơi gà thôi các bạn ơi. Lego nào. Kẹo mới có six kill thôi bạn ơi. Ê, anh em ơi, một team. Một team nhá. Đậu xe này, một đứa ngay phía sau. Ok, một đứa sau bên tường nha mày. Đây, từ từ đây. Qua cái đã. Nấu rồi. Hết rồi hả? Ok, ok đâu. Đâu friend. Nó lại gắt quá nhỉ. Mấy ông kêu cứ như kiểu là siêu nhân nhỉ. Hôm nay mấy kêu rồi bạn ơi. 9 kêu hả? Đậu xanh nó ăn hết mạng của team rồi anh em ạ. Ghê chưa? Hơn thừa rồi. Nếu mà ra tôi với ông kết hợp lại làm quả 69 á. Hợp lý. Nó lại hợp lý vào là đi. Đâu đào đâu 11 thằng đâu, lấy 11 trừ 5 trừ 4 xem còn bao nhiêu. Bữa nay là chơi squad mà ông. Đấy, còn 7 đứa, lại đu dây hả? Ok thôi. Là nguyên team đu dây anh em ạ. Rồi có xe bên dưới, ấu đù có người. Sân tầm gôn. Ê bên dưới. Tới mai mình đi. Nhà hả ba? Động xanh gắt. 50 máu, ok quần máu thôi. Ui phía trên. Phía trên đồ có người nhá. Ê cẩn thận nha mấy đứa ơi. Mấy đứa lên đồi móc hộ anh mấy đứa ở trên đấy. Bên dưới hả, ok đây. Tôi với ông xử lý bên dưới, còn hai đứa kia xử lý bên trên. Nó lại ổn quá nhiều không nhỉ? Nó lại hợp lý đây. Đây friend từ mắt đâu. Friend chạy bắn nốc luôn hả? Thế kinh rồi, sao chơi? Móc được đấy, có một thằng nữa cậu ơi. Đâu bạn ơi, không thấy. Đây rồi, hai đứa nha bạn ơi. Một đứa nha. Ôi tụi ông gặp team squad ở đây à? Gắt thật. Xí kẹo Huy Nhi clear team squad rồi. Thôi xong bây giờ còn một đứa các bạn ơi. Ê còn một đứa, mấy đứa ơi, xuống đây. Một thằng ơi, chết đồi hả? Chết đồi clear xong chưa em? Clear hai đứa chưa? Chưa đồi thì anh thấy có hai đứa đấy. Clear xong chưa? Clear rồi á. Thế bây giờ còn một đứa này. Thôi xong, thằng này bị nguyên team mình lùa thì xanh mộ rồi. Chơi gì nữa hả? Top 1 rồi. Trận này top 1 rồi, chơi gì nữa hả anh em? Nguyên team squad bây giờ chăn thằng cuối như chăn vịt anh em ạ. Lùa như lùa vịt. Đâu friend đang trốn đâu đây? 120 á, đấy bạn. Đang trốn sau hàng rào hả? Thôi sau thằng này. Đời quá đen nhé em ơi. Ok, yes. Đâu một rồi. Úi dồi ôi, nó lại ổn. À đây. Anh cứu đi, ăn mừng nào. Ăn mừng. Sợi, wait, sao mấy đứa.
Mình đưa câu liệu ghê vậy. Đây câu liệu này. Câu liệu này. Đậu xanh. Ok mọi người. Top 1 9 kill à, hồi nhìn nó quẩy tận 11 kill, gắt thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.